con á. Gọi người đến ăn còn ngại. Bây giờ người kia mùi cháu thấy quen rồi đấy. Cái người đến là thèm. Thôi. Hôm nay lại mát trời quá nhỉ. Con này không đỏ ấy. Con này chín lắm. Có thêm hai tầng mới nào chú? Sáng nay là quen với con chứ? Sáng nay là quen với con hả? Sáng con. Cái này là con là con thứ 3 chưa? Thứ 3. Thế là hôm nay 5 con. Bạn kéo chợ xanh bạn xả cho mình. 2 con vịt nữa. Đây các bạn nhá, đây tiếp tục thêm một con nữa là con thứ 4, thứ 5 các bạn ạ. Đó. Con này chắc sắp ra lò đó. Và anh làm mới đến đây học anh? Mới đến học. Được mấy ngày rồi ạ? Mấy hôm rồi. Anh đến từ đâu anh? À, Thái Bình. Ở chỗ nào Thái Bình ạ? Dạ? Hưng Hà. Thế còn anh kia? Cùng huyện ấy như nào? Cùng tỉnh luôn. Cùng tỉnh luôn. Cùng huyện Đông Hàng ấy nhỉ? À, được mà anh em tình cảm chia đôi. À, tình cảm chia đôi. Đấy.
Quay sát một tí. Cắt to. Hôm nay quay tổng cộng mấy con hả chú? 5 con à? Toàn quay con vàng cho tôi, những con đỏ này bỏ qua đi. Quay con vàng cái chủ yếu kìa. Hôm kia nhìn màu nó đẹp kìa. Hàng họ như thế mà. Em quay chủ yếu quay con vàng những con đỏ.